Quý vị và các bạn thân mến, việc tốt không bằng vận khí tốt không bằng quý nhân tốt. Thế mới biết quý nhân phù trợ của 12 con giáp có tầm quan trọng như thế nào. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người không thể sống tách rời tập thể. Mỗi khi gặp khó khăn thì bạn thường nghe người ta nhắc đến, cứ làm đi rồi sẽ có quý nhân phù trợ. Vậy, những quý nhân đó là những ai và sẽ mang đến cho mỗi người những gì? Dưới đây là quý nhân phù trợ của 12 con giáp. Mọi phương diện của cuộc sống mà được quý nhân giúp sức thì việc gì cũng trở nên dễ dàng, vận khí hanh thông, vận mệnh đời người được cải thiện đáng kể. Theo tử vi, sự trợ giúp của quý nhân sẽ giúp cho 12 con giáp tháo gỡ được khó khăn, học hỏi được không ít kinh nghiệm quý báu. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch là khoảng thời gian để người tuổi Sửu nhận định lại chính xác về khả năng của bản thân để tập trung phát huy sở trường của mình. Hãy dành thời gian và thỏa đam mê với những điều khiến cho bản mệnh hứng thú. Quý nhân của bản mệnh là người tuổi Mão sẽ giúp đỡ mọi việc trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Nếu người tuổi Tý cùng hợp tác làm ăn với con giáp tuổi Sửu thì họ sẽ hỗ trợ rất tốt. Con giáp tuổi Tý rất thông minh, nhanh nhạy và sắc sảo, còn người tuổi Sửu thì tuy nhút nhát nhưng lại rất chăm chỉ. Hai tuổi này có thể nhiều điểm bù trừ và cùng lấp đi điểm yếu của nhau. Có thể nói, người tuổi Sửu giúp đảm nhiệm việc hậu cần, còn tuổi Tý sẽ đóng vai trò chủ chốt cho việc ngoại giao, đàm phán hoặc là gặp gỡ khách hàng. Theo các chuyên gia tử vi học thì có thể người tuổi Tý kết hợp làm ăn với con giáp tuổi Sửu phải vận dụng đầu óc nhiều hơn so với các tuổi khác. Nhưng bù lại, với sự cần mẫn mà người tuổi Sửu mang lại thì tuổi Tý không cần phải thúc giục hay phàn nàn gì về tốc độ công việc mà mình muốn đối tác đem lại. Thứ hai đó là tuổi Dần. Xem việc tuổi hợp làm ăn thì sẽ giúp cho các bạn chọn được những đối tác, những người hùn hợp có tuổi hợp làm ăn với mình. Khi các bạn lựa chọn được người có tuổi hợp làm ăn với mình sẽ giúp cho công việc làm ăn kinh doanh được hanh thông, suôn sẻ và vượt qua được mọi khó khăn trắc trở. Ngược lại, nếu kết hợp với những người không hợp tuổi làm ăn sẽ khiến cho công việc gặp phải khó khăn, không thu được những kết quả như ý. Theo tử vi của 12 con giáp cho thấy, hai con giáp tuổi Dần và tuổi Tuất có khá nhiều điểm chung và tuổi này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau. Bởi vậy, nếu hai con giáp này có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhất là về mặt tình cảm, thì cả hai đều thấy rất an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Thông thường, con giáp tuổi Dần thường muốn chạy khỏi những mối quan hệ có tính chất gò bó hoặc hạn chế tự do. Nhưng riêng đối với tuổi Tuất, sự ràng buộc giữa hai người là hoàn toàn hợp lý và thậm chí con giáp tuổi Dần còn thích sự ràng buộc hết sức tế nhị đó. Dường như con giáp tuổi Dần thì luôn ủng hộ con giáp tuổi Tuất trong các hoạt động trong đời sống thường ngày và Tuất thấy mình may mắn, hào hứng đón nhận được điều đó. Đôi khi tuổi Tuất thì hơi bị bi quan và không đặt niềm tin nhiều vào người khác. Tuy vậy, đối với con giáp tuổi Dần thì tuổi Tuất hoàn toàn khác. Tuổi Tuất thấy mình vững vàng hơn khi được ở bên tuổi Dần. Khi là một cặp uyên ương, hai con giáp tuổi này tạo được không khí vui vẻ cho nhau và sắp xếp thời gian hợp lý cho cả việc chung và việc riêng. Điều này là yếu tố hết sức quan trọng để tuổi Dần có thể giữ được cân bằng cho cuộc sống. Mặc dù tuổi Tuất có đôi lúc nhạy cảm và cần thời gian một mình, đặc biệt cả hai đều thích làm theo ý mình nhưng đều trung thực và thành thật với nhau. Bởi vậy mà tuổi Dần và Tuất luôn rất tôn trọng và các mối quan hệ của họ khá là bền vững. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp tuổi này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của thông minh, dũng cảm, sáng tạo của con giáp tuổi Dần và sự trung thành đáng tin cậy của con giáp tuổi Tuất. Theo tử vi, 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì quý nhân của tuổi Dần sẽ là tuổi Tuất, sẽ là người xuất hiện giúp đỡ bạn tháo gỡ những khúc mắc trong việc tình cảm khi hai người thường xuyên hiểu lầm lẫn nhau, tồn tại khoảng cách vô hình không nhỏ. Sự căng thẳng trong chuyện tình cảm khiến cho những chú hổ ảnh hưởng ít nhiều đến tập trung trong công việc. Theo tử vi thì 10 ngày cuối tháng 5 là khoảng thời gian mà tuổi Tý gặp được cơ hội mới để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Người biết tận dụng thời cơ và không ngừng cố gắng sẽ nhận được sự khẳng định từ phía lãnh đạo công ty. Bản mệnh có thể được đề cử cân nhắc đi vào đào tạo ở lớp cán bộ nguồn, lớp nâng cao nghiệp vụ. Nhìn chung đây sẽ là khoảng thời gian rất có lợi cho đường thăng tiến của những chú chuột. Và tuổi Tý đừng quên tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân. Theo tử vi thì 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, quý nhân của bản mệnh chính là tuổi Thìn.
Nhờ có sự xuất hiện của họ mà bản mệnh sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, công việc có thêm nhiều phần thuận lợi. Chuột và rồng có thể là cặp đôi gần như là hoàn hảo. Dù bạn và người yêu hay là thành viên trong một gia đình, hai hành tinh này đều kết hợp với nhau khá ăn ý và hỗ trợ cho nhau. Trong khi tuổi rồng là tuổi hoành tráng nhất trong 12 con giáp, luôn giữ được dáng vẻ uy nghi nổi trội nhất nhì, chuột thì lại rất thông minh, biết cách nịnh rồng và lép vế bên rồng rất dũng mãnh và uy phong. Chuột thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Còn dũng mãnh cộng với sự thông minh của tuổi rồng khiến cho mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt tình. Đôi khi hai tuổi này có thể mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí trở nên ôn hòa như bình thường. Khi là một cặp uyên ương, Tý và Thìn có sức hút lẫn nhau lớn, cả hai đều có nguồn sinh lực dồi dào để cùng nhau khám phá cuộc sống. Còn khi là những người bạn hay đối tác làm ăn, họ cũng kết hợp rất khớp với nhau. Chuột thì đủ khôn ngoan và sắc sảo để dành cho rồng vị trí của người tiên phong. Với cách này, rồng sẽ phát huy được hết năng lực và sự tài ba của mình. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc phát triển và thịnh vượng. Tuổi Mão. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian không mấy dễ dàng với tuổi Mão, bản mệnh sẽ phải trải qua lựa chọn mang tính quyết định với công việc của mình. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn, song chớ vì vậy mà nản lòng hay là mất bình tĩnh. Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Sửu trong công việc có nghị lực kiên cường, khó lay chuyển và không bao giờ thỏa hiệp. Con giáp tuổi này có chí tiến thủ và lòng ham muốn lãnh đạo cao, họ khiêm tốn, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu khó, chịu khổ. Tuy nhiên thì con giáp tuổi Sửu hay bảo thủ và không thích ngoại giao. Còn những người tuổi Mão thì có chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ để vươn lên. Tuy nhiên thì con giáp này hay ngại khổ khi gặp khó khăn hay sinh lòng chán nản, chậm trễ, nhút nhát. Khi hai con giáp này là đối tác làm ăn thì tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Sửu vì Sửu rất chăm chỉ. Đặc biệt đó là tuổi Mão rất khâm phục người tuổi Sửu bởi tốt tính và ứng xử điềm đạm của tuổi Sửu. Trong khi một số tuổi khác hợp tác với tuổi Mão thì họ khá là bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Sửu lại tìm đến con giáp này vì sự chân thành. Với sự hài hòa của hai nhân cách này thì sự kết hợp làm ăn kinh doanh của con giáp tuổi này sẽ rất là hệ thống và chắc chắn. Đương đầu với thử thách chính là để bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, tuổi Mão sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, tuổi người tuổi Sửu. Hãy học tập và tiếp thu những điều tốt để vận dụng vào thực tiễn. Thứ năm, đó là tuổi Thìn. Theo tử vi, quý nhân của tuổi Thìn sẽ là người tuổi Thân. Họ vừa là cộng sự, vừa là người luôn sát cánh, sẵn sàng đưa ra những lời chỉ dẫn để bạn đi đúng hướng. Với sự giúp đỡ của họ, những chú rồng sẽ cải thiện được tình hình tài chính cũng như xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Theo tử vi của 12 con giáp cho hay, tiếng cười sẽ luôn rộn rã bên cặp đôi con giáp tuổi Thìn và Thân. Bởi họ có hàng tá những điểm chung, cả hai đều có năng lượng rất dồi dào, tinh thần lạc quan, thích các hoạt động vui vẻ như tiệc tùng, tụ tập. Con giáp tuổi Thân thích theo đuổi theo sở thích của mình nhưng không làm phật lòng con giáp tuổi Thìn, bởi cả hai đều sống thoáng và vui vẻ. Tuy nhiên thì đều có tính cách mạnh mẽ và dễ nổi nóng. Nếu con giáp tuổi Thìn và tuổi Thân yêu nhau, lực hút sẽ rất mạnh. Trong chuyện ấy thì họ nồng nàn và biết cách làm cho nhau hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu sống trong cùng một mái nhà, ngôi nhà của họ sẽ rất khó là ngăn nắp bởi ít dành thời gian được cho gia đình. Chẳng ai trong số họ thích thú với việc lau nhà, dọn dẹp, nấu nướng. Bởi vậy, chớ ngạc nhiên khi thấy tổ ấm chung của hai con giáp tuổi này bừa bộn. Tuổi Thìn thích có một không gian thoải mái, gọn gàng sau khi đi làm về. Nhưng tuổi Thìn biết không thể mong đợi điều đó ở tuổi Thân. Khi mà con giáp tuổi Thìn và tuổi Thân cùng làm ăn với nhau, sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức mới bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm, thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Tuổi Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như là làm việc chăm chỉ hơn con giáp tuổi Thân. Để có thể là may mắn của con giáp tuổi Thân khi được làm việc với tuổi Thìn. Tuổi Tỵ. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch là khoảng thời gian những chú rắn chuyển mình mạnh mẽ. Theo tử vi thì nhờ sự giúp đỡ của quý nhân là tuổi Dậu, tuổi Tỵ sẽ nhận được cấp trên. Theo tử vi thì nhờ sự giúp đỡ của quý nhân là tuổi Dậu, tuổi Tỵ dễ được cấp trên quý mến, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Những người tuổi Tỵ dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân và người tuổi Dậu dễ dàng nhận được cơ hội nắm bắt những món hời mà những người tuổi Dậu mang đến.
Đặc biệt, nếu bạn là tuổi Tỵ thì có sếp là tuổi Dậu thì sẽ là người được lên chức tăng lương tăng thưởng trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Theo tử vi của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tỵ hấp dẫn, quyến rũ và thích sự nổi tiếng, còn tuổi Dậu rất thích rong chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên thì cả hai đều thích làm cho không khí gia đình thoải mái và an lành. Hai hành tinh này dù là bạn, người yêu, đối tác hay là các thành viên trong gia đình thì mối quan hệ của họ đều có cơ sở rất vững chắc và bền chặt. Nếu là một cặp uyên ương tình yêu của cặp đôi con giáp tuổi Tỵ và Dậu rất bền vững, sẽ sống hòa thuận với nhau không chỉ sự bốc đồng mà vì điều đó có thể củng cố mối quan hệ giữa hai người. Người tuổi Dậu thì hay chú ý tới chi tiết của sự việc và thích giữ cho không khí gia đình luôn ấm cúng thoải mái. Tuổi Dậu đôi khi thích nhiều lời hoặc mặc cả, nhưng tuổi Tỵ lại hết sức may mắn với chuyện tiền bạc. Với con giáp tuổi Dậu, Tỵ chính là người mang thành công và của cải về gia đình chung của họ. Người tuổi Tỵ thường hay ghen và có tính sở hữu vì con giáp này hay cảm thấy bất an. Tuy nhiên thì điều này chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người. Tuổi Dậu trung thành tận tâm sẽ chẳng để cho con giáp tuổi Tỵ có lý do gì để ghen cả. Khi mà con giáp tuổi Tỵ và Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Tuổi Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó thì tuổi Dậu còn giúp cho công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả con giáp tuổi Tỵ và Dậu đều thích những phương hướng thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy có thể nói rằng hai hành tinh này khá là đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Ngọ. Điều những chú ngựa cần phải nhớ trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này đó là đừng vì những áp lực cuộc sống mà trở nên nóng vội. Bản mệnh đang ở giai đoạn khẳng định mình cần phải kiên nhẫn thực hiện thay vì thấy thành công của người khác mà cuống. Theo tử vi, quý nhân là người tuổi Thìn sẽ giúp bản mệnh dần tháo gỡ khó khăn, học được nhiều điều hữu ích. Tuổi Mùi. Quý nhân của tuổi Mùi chính là tuổi Dậu, đặc biệt với những ai đang có nhu cầu chuyển đổi công việc thì quý nhân của tuổi Dậu sẽ giúp họ có được cơ hội may mắn và định hướng mới tốt cho bản thân. Tận dụng tốt mọi cơ hội có được, tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc. Tuổi Thân. 10 ngày cuối tháng 5, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có sự biến chuyển theo hướng tích cực. Nhờ quý nhân mà người tuổi Thân học được rất nhiều điều bổ ích cả trong sự nghiệp và cách đối nhân xử thế. Theo tử vi, điều mà những chú khỉ cần lưu ý trong khoảng thời gian này đó chính là đừng để công việc bận rộn ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Tuổi Dậu. Theo tử vi thì vận trình của những cuối năm. Theo tử vi, vận trình tháng cuối năm của tuổi Dậu không có nhiều biến động, bản mệnh thích sự yên bình và không muốn thay đổi. Tuy nhiên thì chính điều đó lại làm phát sinh tâm lý trốn tránh trong công việc, không sẵn sàng thể hiện hết khả năng của mình. Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân hay là giấu đi sự xuất sắc của bản mệnh. Ổn định không có nghĩa là đứng một chỗ mà thụt lùi về phía sau. Hãy trò chuyện với quý nhân là người tuổi Hợi nhiều hơn để có được lời khuyên quý báu. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất thì luôn rất nỗ lực trong công việc. Theo tử vi thì nửa cuối tháng sẽ đem tới những cơ hội tốt đẹp cho bản thân. Của bản mệnh chính là người tuổi Thân. Bản mệnh có những dự định và tính toán riêng, đừng ngại chia sẻ để tìm được những lời khuyên quý báu từ quý nhân tuổi Thân nhé. Tuổi Hợi. Với người tuổi Hợi thì quý nhân trong nửa cuối tháng chính là người tuổi Tuất. Với tuổi Hợi thì quý nhân trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này là những người tuổi Tuất. Theo tử vi, bản mệnh có thể gặp được quý nhân trong quá trình đi công tác, du lịch. Việc nắm bắt được cơ hội sẽ giúp bạn rất nhiều trong con đường công danh sự nghiệp sau này. Với sự giúp đỡ của quý nhân cộng thêm nỗ lực không ngừng nghỉ, những chú heo sẽ gặt hái được thành công. Quý vị và các bạn thân mến! Người xưa thường có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi con người, mỗi sinh mệnh sinh ra đều có cho mình những số phận riêng biệt. Ở giai đoạn thiên thời địa lợi này, nếu con giáp nào biết nắm bắt cơ hội bùng nổ tiền tỷ không còn là điều khó khăn. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, nếu bạn biết hợp tác cùng quý nhân của mình thì chắc chắn cơ hội thành công đổi vận giàu sang sẽ vô cùng nhanh chóng. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.